Đây mấy bạn, mình đã hoàn thành xong một cái tô lẩu, một nồi lẩu cua. Thì bây giờ mình cho ra tô. Rau mình cũng đã nấu chín, mình cho vào đây. Mấy bạn thấy ngon quá ha. Cua cua gặp xong mấy bạn. Đây rồi. Hello, chào mọi người nha. Lại gặp mọi người trong cái video tiếp theo của mình ha. Thì hiện tại để tri ân mọi người cũng như là xem video bên mình cũng như ủng hộ kênh của bên mình 366 ngày hạnh phúc, thì hôm nay mình quyết định mình làm một nồi lẩu cua đó mấy bạn thấy không. Mình sẽ làm một nồi lẩu cua nấu với vị chua ngọt của Thái các bạn. Thì bây giờ mấy bạn, mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn làm nha. Rất là đơn giản và dễ nấu. Nguyên liệu bao gồm cua này thì mình mua 2 kg, mình chắc là sẽ ngon các bạn thấy không. Này là cua gạch, mình mua 1 ký cua gạch, 1 ký cua thịt, gạch rất là đầy. Các bạn biết mình mua giá nhiêu không? Giá chỉ có 270 một ký thôi. Các bạn thấy này, cái này là cua cái này mà ui gạch nhiều lắm. Mấy bạn tí thì mình cho các bạn xem, này là 270 một ký cả cua thịt, gạch và cua thịt luôn. Cái này là cần nước mấy bạn, đây cần nước. Cái này là rau cải cúc, nấm, cái này là nấm kim châm và nấm này là mình cũng không biết tên nữa, quên rồi. Nè, mình nấu nấm luôn sụn. Thì trong này mình sẽ có rau ngổ, rau đắng của tên gọi ngoài quê mình. Cái này là rau ngò gai, cái này là cải, cà chua. Thì mấy bạn cũng biết rồi, những cái món ăn của mình là thường nấu nước lẩu là phải có cà chua để cho cái màu của nó đẹp hơn, nó làm hấp dẫn món ăn hơn. Thì sau đây bây giờ mình sẽ vào bếp, mình sẽ hỗ trợ các bạn nha. Đây mấy bạn, mình đầu tiên á, mình để có một cái nước lẩu ngon á, thơm á, nó không bị tanh á, rồi bắt buộc mấy bạn phải khử dầu và đảo cà. Thì trong dầu thì mình phải khử có tỏi và có hành, mình không cần số lượng nhiều đâu, số lượng vừa là được rồi. Một củ hành và một cái củ tỏi. Sau đó mình bật bếp lên, bật bếp lên nhớ là khi chảo nóng rồi thì nồi nóng rồi thì mình cho dầu vào. Đồng thời khi cho dầu vào thì mình phải cho hành vào. Đảo khi nào mà cà nó mềm như thế rồi, mềm và nó sẽ nhuyễn ra. Này mình lựa cái quả cà chín đỏ rồi, cho nên nó nhanh mềm lắm, và ra cái màu rất là ngon và nó ngọt nước nữa, nó rất ngọt nước. Giờ nó đang dậy mùi lắm, rất là thơm lắm. Cà thì nó mềm lắm, bởi vì mình cho một ít mắm vào thì nó không có làm nó ra nước cà nữa, thì nó sẽ không làm cháy nồi. Các bạn cứ đảo một lúc khi nào nó mềm thôi. Thì cỡ này thì mình có thể cho nước vào được rồi, nhưng mà mình thích là mềm hơn. Rồi mấy bạn, bây giờ mình sẽ cho nước vào luôn.
cho nước vào và đun sôi nước. Quá trình thì chờ nước sôi thì mình có cho cải, củ cải trắng vào. Củ cải trắng này nó có tác dụng làm trong cái nước mấy bạn, trong cái nước, cái thứ nhất, cái thứ hai nó làm cũng ngọt nước nữa. Mình thì nói chung là cũng thích ăn củ cải trắng nữa. Thường là mấy bạn nấu nước á, thì mấy bạn nên cho củ cải trắng vào. Đây mình đang vớt mấy cái bọt á, mà sau này mình sẽ nêm nha mấy bạn. Nêm thì mình cũng nêm bình thường giống như những cái món lẩu khác đây. Bởi vì mình thích ăn chua ngọt thì mình vẫn cho cái vị đậu thái vào các bạn. Cho vị đậu thái vào nha. Này một bịch này mình mua chỉ có 9.000, 8.000 vậy đó. Làm gì là mình phải cho ít bột nêm vào nó mới ngọt nước được. Rồi bột nêm ra là cái gia vị chính của món lẩu mấy bạn, là mắm nha mấy bạn. Tất cả gia vị chính của tất cả món ăn luôn, chứ cũng không phải là món lẩu riêng món lẩu. Bởi vì mắm là được làm từ cá thì nó sẽ làm cái nước mình nó ngọt hơn. Đó, mình cho ớt nha các bạn, bởi vì nhà mình ăn cay đó. Ai ăn cay thì phải cho ớt, còn không ăn cay thì không nên cho, bởi vì cái gói lẩu thái là nó có vị cay rồi các bạn. Nhà mình ăn cay dữ lắm. Mình cứ cho vô thoải mái, mình cho 3 quả ha. Mình thấy vị nước nó không hơi nhạt. Đây là bột nêm lẩu thái, các bạn thấy không? Nó sẽ làm cho cái màu cái nước lẩu này nó có màu đỏ. Và nhờ cái màu đỏ này á, thì cái cà lúc đầu ban đầu mình nấu nó ra màu đỏ rồi. Nhưng mà cái màu của cái vị lẩu thái này nó ra màu này, các bạn thấy không? Rất là ngon. Giờ mình ăn chờ nó sôi, mình vớt bọt xong rồi bắt đầu mình cho cua vào nữa bạn. Chuẩn không mình chỉnh nữa bạn. Bây giờ bắt đầu sôi. Sôi thì mình vớt cái lớp bọt của nó đi. Mình thấy một số bạn nấu nhưng mà cũng không chịu vớt cái lớp bọt này. Lớp bọt này thì cũng không phải chất bổ gì mà cho nó sạch cái nước, nó trong cái nước thôi. Mình thấy không? Giờ mình vớt đi là nhìn cái nước nó đẹp hơn, cái màu của nó sẽ trong hơn các bạn. Nhìn cái nồi nó sạch sẽ hơn. Đại nước nó đã sôi bồng lên rồi nha các bạn. Nước sôi bồng lên rồi. Rồi bây giờ mình cho cua vào luôn nha các bạn. Nước sôi bồng lên rồi thì giờ mình cho cua vào luôn. Cua nè các bạn. Cô gặp ha. Cô gặp lắm.
chắc là nó hết sức chứa rồi các bạn ơi. Mình nghĩ chắc nó hết sức chứa rồi. Nhưng mà mình vẫn cứ cố gắng mình cho nó vào một con nữa đi. Rồi. Rồi các bạn. Giờ thì bây giờ mình chỉ cần mình để cho nó sôi lên. Rồi mình ăn thì mình cho những cái nè, những cái rau lẩu mình đã chuẩn bị rồi á, mình chỉ cần mình cho vào thôi. Nó sôi lên thì mình ăn mình cho vào như những món lẩu khác thôi nha mấy bạn. Đây mấy bạn, mình đã hoàn thành xong một cái tô lẩu, một nồi lẩu cua. Thì bây giờ mình cho ra tô. Rau mình cũng đã nấu chín, mình cho vào đây. Mấy bạn thấy ngon quá ha. Cua cua không mấy bạn. Đây nè. Bún. Mình cho lớp bún ở dưới. Ngon quá, ngon nhất là con cua rồi. Wow. To. To gần hết một cái tô các bạn. Ngon quá ha. Thôi, được rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nha mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình cũng như là xem video bên mình. Mấy bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giùm mình nha. Nhớ xem và theo dõi những video tiếp theo của mình ha. Chào tạm biệt các mấy bạn nha. Hẹn gặp mấy bạn ở video sau nha mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều.